Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm con Doraemon nè, cách làm chiếc xe đang chạy bằng máy tính nè. Thì đáng lẽ hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dạy bài tập vật lý hoặc bài tập toán học gì đó. Nhưng mà mình đã chuẩn bị làm tài liệu rồi, nhưng mà chú photo ngoài tiệm á đã đóng cửa nên mình chưa kịp lấy tài liệu về. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm con Doraemon nha. Thì cái này mình cũng học gọi là học lõm ở bên ngoài thôi. Đó. Đó, các bạn bấm phân số này. Bấm dấu này. Rồi, ở trên là mình sẽ làm hai con mắt. Rồi, mình sẽ để dạy cho các bạn thấy cái dấu này. Đây này, đó. Để vậy thì các bạn dễ nhìn hơn. Đó, bấm đó, ngoặc tròn phân số, rồi bấm ngoặc tròn dấu chấm, đó là mình lại được hai con mắt. Tiếp tục nha, đó, bấm nút này, đó ở đây thêm cái phân số nữa. Đây là số 0, ở đây là số 3. Rồi, tiếp tục ở đây thêm một phân số nữa nha. Đó, giờ mình xóa cái dấu này đi. Đó. Đó, mình xóa dấu ngoặc ở đây đó. Mình đã hoàn thiện gần xong con Doraemon rồi nè. Đó. Đó. Vậy là xong một cái mặt của con Doraemon rất là dễ thương phải không? Đó. Cái này là lên mà để thể hiện trước Crush là xuất sắc luôn nha. Đó, giờ mình sẽ làm chiếc xe đang chạy nha. Tại vì hôm nay mình không photo được tài liệu nên mình còn nhiều thời gian quá và rất là rảnh nên mình làm mình được con Doraemon và chiếc xe. Đó. Giờ nhớ nút này nè các bạn, nhấn 6 cái. 1 cái rồi 2 3 4 5 6. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm số 0. Đó. Ở đó đây nè. Một hơn một dấu thôi đó, thêm số 0. Đó. Ở trên đây sẽ bấm á. Căng, đó, dấu căng, rồi bấm nè. Đó. Thế chưa, chúng ta đã hoàn thành xong một cái xe. Đó, giờ muốn nó đang chạy đúng không? Muốn nó đang chạy thì dễ thôi nè, đó. Bấm dấu chấm nha. Đó, xe đang chạy nè. Đó. Giờ bấm cho nó chạy lùi nè. Đó. Úp, rồi. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Và lần sau mình sẽ làm video về cách dạy vật lý và hóa học hoặc là toán học mà bấm máy tính thôi nha. Bye bye.